Xe ô tô điều khiển remote thì biết. Còn này, tay hướng chỗ nào xe chạy chỗ đó. Bánh xe giống như có đeo chuỗi, cầm chắc tay nha. Mới đầu khá giật mình, bánh xe nghe tiếng lạch cạch khế tưởng cái găng con nào đang nhai, phải giục cái hộp cho nó lục, không thôi nó quậy là khỏi review. Lục đi. Rồi, đã nợ mày chưa? Để yên cho tao review nha. Còn con nhỏ mới làm gì đây? Lục nó. Cái dây đen này như cái đồng hồ đeo vô tay để điều khiển, cục pin và cộng dây sạc để quàng bên đi. Bộ điều khiển cầm tay lên xuống qua lại có nhạc. Xe này biết biến hình nha quý vị, nhắc lại nó biết biến hình đó. Vui cũng muốn chui vô khám phá, nhưng nó hỏng cẩu như mấy con kia. Không có thấy cái gì cũng chui vô tầm bậy tầm bạ đâu. Ồ, cái bánh xe lắc ở dưới này ở trên nó cũng bẻ theo mà nghe cái tiếng. Nhưng có cái bộ máy gì ở trong mà chưa có pin mà. Coi nè, giống như khớp xương. Vui chưa gì rút cái tay muốn động thủ. Bậy à. Nghe nói vừa biến hình vừa thay đổi hình dáng theo cái khung đường, bởi vì nhìn nó như cái xương sườn. Nó bá đạo ở chỗ khi bị lật xe nó vẫn chạy bình thường, thấy trên mạng để vậy đó. Ê, cái gầm thấp nhũng mà vẫn chạy được ghê mày. Ừ, được đúng rồi. Chút xíu đi nguyên cục pin sạc với anh Khế rồi. Hả? Bây giờ tao đi kiếm mấy cây vít mở cái này ra. Tụi mày ngồi yên một chỗ không động thủ. Hư một cái là banh 439.000 nha. Nhớ nha. Công nhận đi, họ chợ mua 4 cây vít đúng là không có sai. Đồng hồ cũng ốc, cái điều khiển ốc bự chà bá. Cái xe cũng còn ốc mà ốc xe nhỏ xíu xíu. Trời ơi, nhỏ kiểu này gớt cái khỏi kiếm. Chó đó gỉnh ốc của tao đi ha. Mà cái mắt của mày hiếp hiếp là tôi nghi lắm rồi ha. Ê, thằng này mắt hiếp hơn nè. Lại là pin sạc gắn trong xe điều khiển nó dễ gớt dữ thần luôn. Biết bao nhiêu chiếc gớt gục ra không. Phải xí con ốc thiệt là kỹ. Chứ cái loại xe này chắc nó toàn là khống chứ không có chạy bình thường đâu. Trời ơi, cái đồng hồ nông nội ơi. Cũng xài pin gì. Không có pin à. Đây đây đây, chắc pin của nó xiền rồi đó. Giống như pin đồng hồ. Bấm cài. Ô được. Nhưng mà pin này lạ quá. Thí dụ hết pin mua đâu ta. Cây vít mở đồng hồ được, mở xe được, mà mở remote không có được. Trời ơi, con ốc bự thù lù không dám bằng như hai cái kia cho người ta. Phải đổi kiếm này. Hy vọng sẽ mở được. Trời mẹ ơi. Có hai cây vít đầu tròn, cái bự cái nhỏ, cái bự cũng mở không được luôn. Cái loại dẹp này coi sao chứ thường thường mở mấy cái đồ chơi là xài vít đầu tròn vậy không à. Cái bự với cái nhỏ nha. Cả hai cái đều không có được. Vít dẹp đáng lẽ mở không được mà gắn nghiêng góc này góc kia. Mở xong chắc banh con ốc quá. Mà thằng này, ai mượn mày cổ vũ? Không có mượn. Sốt. Mở ra rồi còn gắn vô không biết được không, tao con ốc nó banh chậm. Pin tiểu 3 chữ A. Tụi bay ngồi yên không động thủ thêm lần thứ hai. Tao đi sạc cục pin sạc cho cái xe này. Bởi vì xài đồ điện tử toàn là hết pin điều khiển, pin đồng hồ tới pin xe nhất cái đầu. Đèn cháy đỏ là pin ổn nghe. Gần quạo này xong ra coi review. Đồ điện tử đâu khoái. Khoái con vật thiệt rồi đúng không. Ủa hai mày nấp đã làm gì. Gần như con gắn nào phóng ra đúng không. Tao phải giấu con ốc với cây vít mới được. Nó chứ không có mấy cây vít này là không có làm ăn gì được hết. Thôi trong lúc chờ đợi anh Khè ăn dòi lại cho anh Khế liếm đi. Cũng đang nghe lời chứ trời. Nhưng Khế đi và Khè bị quê. Ồ con dòi đuổi anh Khè nữa nghe. Nhưng Khè vẫn mặt dày. Mà Khế đang vui. Mỗi khi review đồ chơi là Khế vui. Thì đợi cỡ 20-30 phút đi mấy cái pin này sạc mau có điện lắm. Này nè coi coi cái đồng hồ nè. Ồ đây đây cái tay đó. Cái thứ tay mình vậy tay phải nghe. Gắn vô cái lỗ. Mà nhìn thấy chắc chắn nghe. Rồi mình sẽ điều khiển múa tay qua lại mà tay tôi nó hơi nhỏ. Không biết trong kênh này có khoảng bao nhiêu người giống tôi mà tôi nghĩ chắc cỡ 80%. Tay phải và tay trái không có đều. Tay phải thì nó hơi thô còn tay trái nó mới đẹp. Kiểu như mình hoạt động tay nào nhiều tay đó thô. Nó còn Khè nó đề phòng, còn Khế thì tao quen với mọi thứ rồi mà để đầu tao đâu không sợ đâu. Dòi khùng đang cào đồ. Dòi ơi, không chửi nghe. Trời mẹ ơi, con Miu nó canh canh mình bước vô là nó chạy ra coi mấy cái đống này nè. Không biết tuổi thọ chiếc xe này được bao lâu. 439.000, tính ra chưa giảm giá là 500 mấy đấy. Đã gắn pin, bắt đầu khởi động. Ồ, cái tiếng như mở xe luôn, lại. Ừ, y chang tiếng xe thiệt luôn. Với cái đèn này không có lo chạy trong màn đêm và không có sợ con quỷ Miu tới gần để ám chiếc xe. Gọi thấy nó hết. Còn cái đồ điều khiển. Ý, đâu có cần. Đâu cần gắn pin, mình xài cái đồng hồ điều khiển được. Đây. Bấm nút khởi động thử đi. Ê, bẻ bên này bên kia nó chạy theo nha. Mà sao mấy con mèo không chạy ta. Tôi vẫn chưa biết điều khiển. Điều khiển như thế nào. Cái đèn đỏ đỏ nó chạy vòng vòng. Rồi. Ngân điều khiển tự động tắt anh. Để khởi động lại. Trời ơi nó chạy giống như con điên. Chắc phải học mấy tiếng đồng hồ điều khiển xe. Mà sao con mèo không có quản sợ chạy trong ngoài sân. Nè. Ô mà mình bẻ cái hướng nào là cái đèn sẽ chạy theo cũng như giống như giọt nước vậy ha. Nghiêng chỗ này cái đèn nhiễu xuống bên kia kìa. Gần biết rồi. Còn ghe qua ghe lại. Trời cái xe nó đã ở chỗ á. Nó quẹo á nó đi hàng ngang luôn. Nó không cần phải quẹo mất thời gian nha. Mà đứng luôn. Hình như điều khiển được chút xíu là nó bị tắt à. Rồi mình phải khởi động lại. Giờ bấm khởi động lại điều khiển được nè.
Ủa cái máy nó mạnh lắm bà con ơi, nó chạy rồi nó muốn kéo cái xô nước đi luôn này nè, coi nó đụng cái kia. Trời ơi. Nhưng mấy chiếc xe điều khiển khác muốn cho nó quẹo là phải đi một đoạn mới quẹo được, còn cái này quẹo một cái là băng ngang luôn. Tại nó có cái bánh nhỏ nhỏ xung quanh, tắt nữa. Tôi sắp lái được rồi quý vị ơi, cho nó gượt theo con khế nha. Chạy lên, quẹo. Chứ gặp mấy chiếc xe khác mà muốn quẹo lại là phải chạy một đoạn vòng cung mới quẹo. Còn cái này thì con mèo chạy đâu là quẹo đó. Trời trời ơi, nó mạnh, nó kéo cái chổi văng lên luôn kìa. Ơi cái máy này mạnh nha. Nhưng mà nhà mạnh vừa phải chứ không, và tắt nữa rồi. Hoài luôn á. Có khi nào hết pin không ta? Mà con quỷ dòi chuyên gia thấy cái gì lạ lạ, máy móc hay là con này con kia chứ chạy ra chỉ thể hiện xù lông nha. Rồi cái xe này chị và tắt nữa. Sao mà tắt cực thấy động hoài, khó hiểu trời. Ta đang chạy vui rồi tắt mất hứng dễ sợ. Nữa. Khởi động lại làm thế nào. Ê ê. Tôi đang nghĩ một chân lý. Kiểu như nó đụng chú nhà giọt nhiều quá sẽ tự động ngừng lại đó, đụng đụng. Nè nè coi. Đó. Ồ, tự động ngừng lại để đừng có đụng nữa. Chứ cục pin nhìn vô sao biết hết hay còn trời. Thường cục pin còn mới ton là cái đích sẽ có màu vàng, còn này màu trắng hay là pin gần hết ta. Ý ý Dương Ngáo không sợ xe, thử tới gần mà Dương Ngáo hết hồn hơn nào. Hello. Chạy nhanh chứ không có quản hồn như hồi xưa. Ngầu, nhỏ. Hai người phụ nữ yếu đuối. Yếu đuối tới nỗi ngày này quýnh lộn. Trời trời. Chỉ né không thèm chạy luôn. Ồ. Nữa mà con ngầu con nhỏ mà có muốn cân bắt với nhau, tôi sẽ điều khiển cái xe đi tới tụi nó. Nhưng mà còn lộng cộng quá, phải học điều khiển thêm một khóa mới được. Rồi nè, chạy nó loạn lạ tùm lum hết trơn nè. Ê, tính ra cái này có nghệ thuật nha. Mình điều khiển vậy nè, mà khi mở nhạc lên giống như chiếc xe nó đang nhảy theo cái tay mình vậy đó. Tin không? Chờ thử nha, coi có giống không. Mở nhạc lên. Cự lộn với nhau mặc kệ tôi chửi cỡ nào. Hỏi lấy tao chạy là gỗ tụi mày hoài. Được. Xem tao đây. Con dầu nó không muốn né chiếc xe. Thấy xe bự quá phóng lên cứ như đe dọa chiếc xe. Xe không chạy. Còn con quỷ ngầu còn gừ ha. Được. Ngầu. Trời trời ơi, hụt cái bàn còn không chạy. Ô cái này con ngầu hổ báo lại ha. Nó điều khiển lần khó quá trời ơi. Phải học mấy tiếng đồng hồ mới được. Ờ mày. Cuối cùng là thị ngầu. Vô giải tán. Mình nói nào ngay, chỉnh cái này nó vui thiệt nhưng mà nó mỏi hơn cái đồ điều khiển nha. Thì mình không có quen, mình còn gồng cái tay quá. Thứ hai là mình điều khiển chưa có theo ý của mình. Thứ ba, gầm xe thấp quá, đi ngang phân chó. Thế là